Chiến sự Nga-Ukraine sụp sôi với một loạt diễn biến nóng trong sáng nay 19 tháng 8. Lãnh đạo Chechnya sẽ gửi xe Tesla của Mỹ tới Ukraine chiến đấu. Chiến tranh đã đến với vùng Borisoklet, trung tâm cách biên giới Ukraine 350 km bắt đầu xây hầm trú ẩn. Báo Mỹ nhận định số lượng lính Nga cần phải có để đẩy lùi Ukraine ra khỏi khu vực Kursk. Chưa kịp sang F-16 của Ukraine Quái thú phòng không Pantsir-S1 của Nga Cháy rụi ở chân cầu Crimea Xe bọc thép giữa quân Boxer hiện đại nhất của Đức Sắp được giao cho Ukraine Thất bại trong việc bảo vệ Kursk Điện Kremlin chuẩn bị xét xử các tướng lĩnh Nga Trong đó có Tổng tham mưu Gerapp Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết Lãnh đạo Chechnya sẽ gửi xe Tesla của Mỹ tới Ukraine chiến đấu. Thưa quý vị, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov tiết lộ ông sẽ đưa xe Tesla Cybertruck của công ty tỷ phú Mỹ Elon Musk tới Ukraine để chiến đấu. Ngày 17 tháng 8, ông Kadyrov công bố đoạn video ông tự lái chiếc Cybertruck của Tesla với khẩu súng máy được gắn bên trên phương tiện. Nhà lãnh đạo Chechnya tuyên bố ông sẽ gửi chiếc xe điện này tới Ukraine tham chiến. Trong bài viết trên kênh Telegram, ông Karirov ca ngợi chiếc xe Cybertruck và giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk. Chúng tôi đã nhận được một chiếc xe Tesla Cybertruck từ ông Elon Musk. Tôi rất vui khi được thử nghiệm công nghệ mới này và tận mắt chứng kiến lý do tại sao nó được gọi một cách chính xác là một con quái vật, ông viết. Cybertruck sẽ sớm được đưa tới chiến đấu tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nơi nó sẽ được dùng trong điều kiện thích hợp. Tôi tin là con quái vật này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các binh sĩ của chúng ta. Ông nhấn mạnh, cả Tesla và ông Musk chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Kadyrov. Chưa rõ ông Kadyrov mua chiếc Cybertruck theo cách nào và dự định gửi bao nhiêu chiếc xe gắn súng máy tới Ukraine. Hiện cũng chưa rõ là ông sẽ sử dụng xe để làm gì ở Ukraine. Ông Kadyrov là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ của xâm lược của Nga tại Ukraine. Vào tháng 9 năm 2022, ông Kadyrov thông báo, Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm Oman-Akhmat chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Sau đó, lực lượng này đã được chuyển về vùng biên giới của Nga trước chiến dịch tấn công của Ukraine trong những ngày vừa qua. Một số nguồn tin của Nga khẳng định rằng lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya đóng dọc biên giới đã bỏ đồn để chạy trốn khi quân đội Ukraine tấn công. Nhiều nguồn tin của Nga cho biết, bao gồm các kênh nổi tiếng như Raiba Force, đã xác nhận thông tin này. Chiến tranh đã đến với vùng Borisoglev, trung tâm cách biên giới Ukraine 350 km bắt đầu xây hầm trú ẩn. Thưa quý vị, những người Nga phàn nàn rằng cuộc chiến do Điện Kremlin phát động đang bắt đầu nhanh chóng bao trùm các khu vực của Liên bang Nga. Tại thành phố Borisoglev của Nga, cách biên giới Ukraine tới 350 km, thì những hầm trú ẩn bằng bê tông bắt đầu được lắp đặt. Cuộc chiến lớn do Điện Kremlin bắt đầu vào năm 2022 đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga. Kênh quân sự Z, đã nói chuyện cởi mở hơn về điều này khi quay phim về hậu quả của thành phố nơi người này sinh sống. Chủ nhân của kênh quân sự Nga đã cho xem những hầm trú ẩn bằng bê tông mà chính quyền Nga đang lắp đặt ở bên cạnh kho dầu ở Borisogleb. Trong video cái này nói rằng tôi đã làm video này cho những người nói chiến tranh đang ở rất xa, chiến tranh không làm tôi bận tâm. Đúng vậy các bạn ạ, à, đây là quê hương của chúng ta. Đây không phải là kho dầu của vùng bên không phải là Shebekino, không phải là Kors. Đây là một cuộc chiến rồi các bạn. Đây là một cuộc chiến đã đến với Borisogleb. Đây là những nơi trú ẩn khỏi máy bay không người lái, pháo binh tên lửa và mọi thứ khác. Và thứ này đã có ở Borysoklev rồi. Rất có thể chiếc cần cẩu sẽ được lắp đặt ở kho dầu. Và đừng nói rằng chiến tranh sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Nó đã ở rất gần rồi. Ông dự đoán rằng chẳng bao lâu nữa một cư dân của Borysoklev sẽ phải đi di tản vì lửa chiến tranh. Borysoklev thuộc vùng Voronezh nằm cách biên giới Ukraine khoảng 350 km, có một số mục tiêu trong thành phố có thể được lực lượng vũ trang Ukraine quan tâm và là mục tiêu tiềm năng. Trước hết, đây là sân bay Boriso Klep 2 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, cũng như một số trung tâm đào tạo phi công quân sự. Ngoài ra còn có một số kho dầu và nhiên liệu, tất cả đều trực tiếp tham gia xâm lược Ukraine. Báo Mỹ nhận định, số lượng lính Nga cần phải có để đẩy lùi Ukraine ra khỏi khu vực Kurs. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa 6.000 quân nhân đến khu vực Kursk để tiến hành chiến dịch tấn công ở khu vực này của Nga và 4.000 quân nhân khác đang thực hiện các nhiệm vụ phụ trợ ở khu vực Sumy lân cận. Liên bang Nga sẽ cần hơn 20.000 binh sĩ để cố gắng đánh bật quân đội Ukraine khỏi khu vực Kursk. Những số liệu như vậy được đưa ra trong tài liệu của The Wall Street Journal của Mỹ. Tờ báo đưa tin cho đến nay, Moscow đã xuất 5.000 quân nhân khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine và chuyển họ đến Kursk. Chúng ta đang nói về một số lữ đoàn chưa hoàn chỉnh. Một trong số đó được điều động từ vùng Donetsk, nơi Nga đang tấn công tích cực nhất. Ngược lại, Ukraine đã sử dụng lực lượng dự bị trong cuộc tấn công ở khu vực Kursk, được thành lập với sự hỗ trợ của các đối tác phương Tây cho các hoạt động trong tương lai quân đội chính quy không được điều động từ các hướng khác để không làm suy yếu mặt trận trong nước. Trong khi đó, Reuters viết rằng Liên bang Nga đã cố gắng phớt lờ tình hình trong khu vực Kursk cho đến giây phút cuối cùng, tin rằng Ukraine sẽ không mạo hiểm tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Các nhà quan sát cho rằng, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine đã đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của lực lượng tình báo và bảo vệ biên giới Nga. chưa kịp sang F-16 của Ukraine, quái thú phòng không Pantsir-S1 của Nga cháy rụi ở chân cầu Crimea. Thưa quý vị, đoàn phim cho thấy một cánh đồng cháy xém. Theo nhận định, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga đã được đặt ở đó. Vào đêm 16 tháng 8, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các mục tiêu quân sự của quân đội Nga ở Kéch bị chiếm đóng. Đài Liberty công bố những hình ảnh vệ tinh về hậu quả của cuộc tấn công này, trong đó cho thấy rõ một khu vực sân cỏ bị cháy xém. Theo Wikimapia, ở nơi này có một hồ chứa nước sạch dưới lòng đất được gọi là Midridasky. Các trang công cộng địa phương đã đăng tải đoạn phim và hoạt động phòng không của Nga vào đêm Ukraine tấn công. Theo một số báo cáo, hệ thống phòng không Pansy-S1 của Nga đã được lắp đặt trên núi Miriraze, nơi đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm 16 tháng 8 ở Kach, Crimea. Các hình ảnh cho thấy một cánh đồng cháy xém nhưng không rõ ở đó có gì. Nguồn giám sát Noel Reports bình luận về những bức ảnh được công bố. Được biết là Pan CS-1 là một tổ hợp tên lửa và pháo phòng không hiện đại của quân đội Nga. Tổ hợp này được phòng thiết kế KBP thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 2012, được mệnh danh là mảnh thú Pansy S1 có khả năng phát hiện và tiêu diệt mọi mục tiêu trên không của đối phương, như là máy bay, trực thăng, bom dẫn đường hay tên lửa đạn đạo bay ở độ cao từ 5m đến 15km, trong phạm vi từ 200m đến 20km chỉ trong 5 giây. Đặc biệt, hệ thống phòng không tiên tiến này của Nga được triển khai ở Crimea, nhằm mục đích săn lùng tiêm kích F-16 mà Ukraine vừa nhận được từ phương Tây. Trước đó, Dialog.ua viết rằng, những người chiếm đóng đã đưa ra tình trạng khẩn cấp ở Kach. Sau cuộc tấn công ban đêm của quân đội Ukraine, các vấn đề về nguồn cung cấp nước đã được báo cáo và Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ được cho là đã bắn hạ 12 tên lửa ở Tắc MS trong khu vực cầu Kach. Xe bọc thép chở quân Boxer hiện đại nhất của Đức sắp được giao cho Ukraine. Thưa quý vị, báo chí Nga mới đây cho biết quân đội Ukraine sắp nhận được xe bọc thép chở quân Boxer do Đức sản xuất. Đây là một phương tiện rất đặc biệt. Tập đoàn Raymantle của Đức gần đây cho biết sắp bàn giao pháo tự hành bánh lốp RCH-155 cho Ukraine. Đáng chú ý là phương tiện này sử dụng tháp pháo lấy từ BGH-2000 đặt trên khung gầm xe bọc thép chở quân APC Boxer. Chính vì vậy, truyền thông Nga nhận xét chính phủ Đức sắp cung cấp thêm cho lực lượng vũ trang Ukraine chiếc APC xuất hiện đại trên, sau khi đã cam kết bàn giao xe chiến đấu bộ binh IFV KF-41 Lynx. Nếu nhận định trên thành hiện thực, trong tương lai gần, quân đội Ukraine sẽ có những lữ đoàn Đức được trang bị chiếc boxer APC. KF-41 Lynx IVF sẽ tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cùng với pháo tự hành PZH-2000 và RCH-155, có sức mạnh rất lớn. Ban đầu là sản phẩm hợp tác giữa Đức và Hà Lan, nhưng sau đó Berlin đã chịu hoàn toàn trách nhiệm phát triển Amsterdam, rút khỏi dự án. Công ty liên doanh giữa KMW và Raymantel Defense đã hoàn thiện sản phẩm. Quân đội Đức đã bắt đầu phân bổ ngân sách cho việc mua sắm xe bọc thép Boxer thế hệ mới từ năm 2019. Tuy nhiên số lượng chế tạo không nhiều, một phần do chi phí cao, và nhu cầu thay thế các loại APC cũ chưa có thiết. Nhưng khi chiến sự Ukraine bùng nổ, ngành công nghiệp quốc phòng Đức đã hồi sinh nhằm đáp ứng nhiều đơn hàng từ các đồng minh NATO cũng như để viện trợ Kiev. Vì vậy, dự kiến Berlin có thể giao những chiếc APC này trong thời gian rất ngắn. Boxer APC là phương tiện cơ giới thế hệ mới, cấu tạo phần thân là thép hàng, cấu hình được bổ sung thêm những tấm giá phụ để gia cường. Phần phía trước có khả năng chống lại đạn xuyên giáp cỡ 30 ly, trong khi các góc khác chịu được đạn 14,5 ly. Trọng lượng chiến đấu của chiếc APC này dao động trong khoảng từ 35 đến 41 tấn khi mang cấu hình giáp khác nhau. Do nặng ngang với xe tăng chủ lực nên chiếc Boxer cần có động cơ diesel công suất 720 hoặc 820 mã lực mới cung cấp đủ sức mạnh vận động. Động cơ đặt phía trước như một lớp giáp tự nhiên và tạo không gian rộng rãi cho khoang chở quân. Xe sử dụng hệ thống theo thủy lực, tốc độ lớn nhất đạt 100 km h phạm vi hoạt động là 1.000 km, cấu hình 8 x 8 mang lại khả năng vận động rất tốt trên đường địa hình. Chiếc boxer có thể mang theo nhiều mô đun chiến đấu khác nhau, vũ khí trang bị theo tùy chọn là súng máy hoặc pháo tự động. Cỡ nặng tối đa lên đến 30 ly, ở cấu hình mạnh nhất thì chiếc APC này đã lột xác thành IFV. Pháo MK32, ABM lắp trên boxer, có khả năng bắn 200 viên một phút, bao gồm cả loại đạn xuyên giáp để chống lại xe bọc thép hàng trung. Tháp pháo tích hợp được cả mô đun tên lửa chống tăng MELS, lắp đạn Spike LI do Israel sản xuất. Chiếc bọc thép này có thể chở tới 8 binh sĩ cùng với 3 thành viên trong kiếp điều khiển, bao gồm lái xe, chỉ huy và pháo thủ. Binh sĩ sẽ ra vào xe thông qua cửa đuôi hoặc cửa nóc nhà sản xuất đã phát triển chiếc Boxer thành nhiều biến thể như là xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng, xe chỉ huy, xe cứu kéo, xe cứu thương. Hiện tại, các phiên bản của dòng xe thép Boxer đang có trong biên chế của quân đội Đức, Lithuania, Hà Lan, Australia, Vương quốc Anh cùng với Slovenia. Thất bại trong việc bảo vệ Kursk, Điện Kremlin chuẩn bị xét xử các tướng lĩnh Nga trong đó có tổng tham mưu Gerab Thưa quý vị, vì thất bại trong cuộc tấn công Kursk, Điện Kremlin chuẩn bị xét xử các tướng lĩnh Nga. Tổng thống Putin đang làm sạch hàng ngũ của chính mình. Các tướng lĩnh Nga sợ bị tối tụng hình sự vì họ đã không ngăn chặn được cuộc tấn công vào Kursk của quân đội Ukraine. Như diễn biến đã thấy quân đội Ukraine đã bất ngờ phát động một cuộc tấn công khu vực biên giới của Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Lần đầu tiên kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, binh lính Ukraine diễu hành trên đất Nga. Theo thông tin từ Kiev, các lực lượng Ukraine cho đến nay đã chiếm được 82 ngôi làng và 1.150 km vuông của khu vực. Nhưng cuộc tấn công của Ukraine thực sự đáng ngạc nhiên như thế nào đây? Các thủ tục tố tụng hình sự đang được chuẩn bị chống lại các tướng lĩnh Nga vì không bảo vệ được khu vực Kursk. Theo một báo cáo trên tờ The Moscow Times, đài truyền thông trực tuyến Voska của Nga dẫn các nguồn tin trong chính phủ và quốc hội cho biết các vụ bắt giữ và quan chức an ninh cấp cao đã thất bại trong việc bảo vệ khu vực Kursk vẫn tiếp tục. Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov lo ngại các thủ tục tố tụng hình sự sau cuộc tấn công Kursk cuộc tấn công lãnh thổ Nga của các lực lượng Ukraine có thể dẫn đến các thủ tục tố tụng hình sự chống lại đại diện của cơ quan quân sự và an ninh. Vì truy tố cũng có thể ảnh hưởng đến các quan chức dân sự đã cho phép tình huống này xảy ra, những người cung cấp thông tin cho biết. Ví dụ, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, người đã lãnh đạo quân đội Nga ở Ukraine từ tháng 1 năm 2023, đã không còn được Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ. Theo Bloomberg, ông Gerasimov biết về kế hoạch của kiev nhưng không thông báo cho ông putin về chúng vụ việc này có thể tác động tiêu cực đến sự nghiệp của kerasimov người đã giữ chức tổng tham mưu trưởng trong 14 năm, đã không tham dự một cuộc họp tại Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 15 tháng 8. Tại đó, một kế hoạch về các biện pháp bổ sung để bảo vệ Kurs đã được trình bày cho người đứng đầu bộ phận Andrei Belousov. Các phiên tòa có thể xét xử các tướng lĩnh Nga vì thất bại của họ trong cuộc tấn công Kurs, có thể là sự tiếp nối của việc thanh lọc Bộ Quốc phòng Nga, bắt đầu sau khi sa thải Sergei Shoigu, Chiến dịch chưa từng có, nhằm bắt giữ các tướng lĩnh và quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng đang diễn ra với sự chấp thuận của Điện Kremlin. Các nguồn tin chính phủ nói với The Moscow Times, đằng sau các thủ tục tố tụng hình sự là mong muốn đổ lỗi cho quân đội về những thất bại ở Ukraine và giành quyền kiểm soát ngân sách khổng lồ quân sự. Kể từ đầu tháng 5, ít nhất 5 tướng lĩnh đã bị bắt trong Bộ Quốc phòng. Mỗi người bị buộc tội tham nhũng. Trong số đó, có người đứng đầu bộ phận nhân sự chính, trung tướng Yuri Kunesov, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Sáng tạo, Thiếu tướng Vladimir Sesterov, cựu tư lệnh Tập đoàn Quân 58, Thiếu tướng Ivan Popov, người đứng đầu Cục Liên lạc Chính, CIS của lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Vadim Samarin và người đứng đầu Tổng cục Nhân sự Chính của Bộ Quốc phòng Trung tướng Yuri Kunesov. Vào tháng 4, Timur Ivanov, cấp phó chính của ông Shoigu đã bị bắt và bị bắt liên quan đến một vụ hối lộ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ thưa quý vị thông tin hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin thân ái mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau